dung. Tân đồng đồng phàm con thỉnh tam to thiên thanh hội công đồng đồng thanh mẫu lai đạo đạo xin thiên thiên văn thỉnh mời mẫu đệ nhất thiên thiên sắc phong chế thăng xà loạn mẫu thư lô hương xạ nhiệt pháp giới mong muốn chư Phật hại hồi tận sao hoàng tùy xin kết tường thân thanh nghĩ phương ngân chư Phật hiện toàn thân nam mô nhang vật cái bồ tát ma ha tát nam mô nhang vật cái bồ tát ma ha tát nam mô nhang vật cái bồ tát ma hồi cúc trường sông san cung nơi phố cát riêng một bầu nhang phấn khởi xung thiên hương để kiền thành nhất thập kinh lô phong khoảnh khắc nhân luân tức biến mãn thập phương tịnh nhật xá siêu miên lạc tiêu tay trước nam mô nhang vân cai bồ tát ma ha tát nam mô nhang vân cai bồ tát ma ha tát nam mô nhang vân cai bồ tát ma ha tát sa loan thánh gia hồi cùng chúa thứ buổi giải dầu sương tuyết đầy non xanh bóng nguyệt hát thiều nắng sớm mưa chiều từ từ khi tổ thân đế đầu viên kính lễ hết câu tiên đã đại trật về xa nguyệt từ đi tì ra bộ năm mô đau đau sự tăng bồ đà bồ trì nên đã thiệt than chiết lệ chủ đề trật về xa bà năm mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát
phong. Rước châu về xuống lại sơn chung sức dầu mười như đất sơn trùng ý. Lập đêm bỏ ba người gần gần đi.
cho chi người xa đi love.
làng xa xa. Nghe suối chảy chim ma ca xiêu xít, bộ người đồng đồ chít khăn làm sao quạt nghe xà tích áo chạm. Phố vị suối lặng nghe tiếng hát cung đàn mừng đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong đền đẹp làm sao, làm sao anh đưa tiền tòa xa lung linh trong đền đẹp làm sao. Thank you.
gia hồi cùng lên đất đỏ Hà Quan Hoàng Bảy nhắn ai lên trên đất thơ bằng nếm mùi phong phong mơ hiền đó là tiên cảnh thần tiên nước với đầy bảo Hà cô thích xưa nay còn chuyện hồ xinh xa, hồ xa liễu hồ
Bảy mươi đủ ai biết được.
để tay cô theo cho tỏ tay ông bảy cầm bóc ra tay. Dân hộp bạch nguyên tín cô ngang năm vào sân hộp bạch nguyên nhìn kèo xì thuốc công cạnh cạnh ở tiên lai giáp bì cô nằm sau tinh tinh nét như mì thu sang sân đông con tuần mã để ông bày rước ra người cũng bảo lại ông Tung Văn và Trần Gia chúng con nhầm có lỗi có xin mời Tung Văn đi ạ. Ông ra lệnh cứ nhạc đi nhé. Ông Văn xin mời Ông Văn tiếp tục rồi. Ông chưa về nhé. Thank you.